Cái đó là thầy nhắc cái chuyện du di mình cũng chưa thấy được. Yeah. Bởi cho nên có đoạn thầy nói là nói vậy, nhưng bây giờ có người ta cũng không tin. Yeah. Bây giờ chưa thấy, nó thờ chưa tin. Yeah. Mà tới lần đó nó có à. Ừ. Ừ, thầy nói vậy chứ còn thầy nói là có đó chứ không phải là không được à. Yeah. Nhưng mà ông nói vậy để cho mình ráng lo tinh tấn tu hành heo, để yeah. giúp đỡ bà con đồng bào nghèo đó, rồi mình cố gắng niệm Phật. À, chứ còn cái đó chút nữa là có. Dạ, ừ. Nhưng mà cũng như ông nói là núi cấm lật ngửa rồi mấy cái đó là mình không có thể nào nói được. Dạ. Bởi vì cái đời của người ta đâu có chịu đó, phải không? Dạ. Ừ, chừng nào núi cấm quá lầu chúng dạ. sanh mới biết nhiệm màu của ta rồi đó, mấy dạ. cái đó là mình không nói được. Dạ, mấy cái đó sau này thì chắc là nó vậy đó. Thì ông Phật ông nói trước, nhưng mà ông nói trước. Nhưng mà có hay không là cũng thời gian sẽ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ, Tấn Dũng và ông Tư thân ái kính chào tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay Tấn Dũng đến nơi cơ sở từ thiện của ông Tư ở tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thì nơi cơ sở của ông Tư ở đây là cắt nhà từ thiện cho bà con và đóng hòm và làm những cái trại cơm từ thiện trong các cuộc lễ. Ông Tư tuy là lớn tuổi nhưng mà còn sức khỏe tốt và làm công tác từ thiện rất là sôi động. Đó là ông Tư năm nay là 85 tuổi ông Tư ha. 85 tuổi. Con nhìn ông Tư, quý vị thấy ông Tư rất là tiên phong đạo cốt. Thì hôm nay Tấn Dũng cũng hội ngộ cùng với ông Tư. Thì cũng xin nhờ ông Tư cho con được hỏi đôi câu về giáo lý của Đức Thầy. Là nguyên nhân vì sao mà Đức Thầy lại dạy tín đồ hạng tại gia cư sĩ, mà trong khi đó Đức Thầy nói là ta không quên ta là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì nếu mà đại đệ tử Đức Phật thì phải dạy đệ tử xuất gia, nhưng mà tại sao Đức Thầy lại dạy đệ tử chỉ là tu hạng tại gia? Là ý như thế nào, nhờ ông Tư có thể giải cho con được biết và quý bà con được nghe chung ông Tư. Dạ, Nam mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, theo tôi nhìn thấy đó, dạ, thì Đức Phật á thì dạy nghĩa là khi ngài tu đắc đạo á, thì nghĩa là ngài mở đạo đầu trai là dạy con đường trung đạo. Dạ. Hồi xưa đó thì ngài cho xuất gia, nhưng bây giờ tại vì cái thời đại, sống trong cái thời đại của mình mà mình hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy đó, cho nó phù hợp đối với quần chúng ngày yeah. nay. Chứ còn bây giờ mình đi uống xuất gia hết rồi ba cái đất ruộng này còn nước bỏ luôn, làm sao mà ăn gì được, thấy yeah. không? Cho nên là người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì là hạng tại gia cư sĩ học Phật. Như vậy thì bây giờ đó mình tu nhân tức yeah. là mình làm cái gì yeah. cho nó có lợi ích cho đồng bào, cho xã hội, cho quần chúng yeah. thì cái đó là một cái điều duy nhất đó. Mình đã giúp đỡ người nghèo khó, bởi vì có đoạn Đức Thầy tôi nói á, yeah. phải giúp cho kẻ khó mới nhầm yeah. nghèo thì phải khó rồi, phải không yeah. hay là phải giúp cho kẻ đói mới nhầm yeah, đó. Cho nên mình nhìn thấy được mình cần đến giúp được cái gì thì mình ra tay để mình giúp, ra tay nghĩa là giúp cho bà con mình. Rồi bây giờ đó, như tôi thì tôi thấy già lớn tuổi yeah. cũng không có làm gì cho gia đình, bây giờ rủ yeah. con cháu mình, anh em đồ này kia, nó bây giờ nghe là mấy đứa mình á muốn làm cho có lợi cho bà con yeah. thì bây giờ mình rủ nhau mình cất nhà quê ơi yeah. Mình xúm nhau mình là hùng tiền mua cây cất trại đó, mua mấy cưa này kia về đây để phục vụ cho bà con mình, để cho bà con ta có cái lợi ích ta mừng hơn. Nghĩa là nếu mà được cái nhà nè, có người ta nói tu thức sáng đêm, ông cho tôi được cái nhà tôi mừng quá, tôi ngủ không được, tôi nó mất gì không ngủ là quá mừng, ngủ không được yeah. đó. Cho nên vì chỗ đó mà anh em tôi đam mê, kể như cái chỗ này là đam mê cái nghề từ thiện, làm mới là việc giúp cho bà con yeah. Thì như vậy đó, thì nghĩa là mấy cháu mà có cái tinh thần mà đến đây để hỏi chú thì chú cũng thành thật cảm ơn yeah. Thì cầu chúc mấy cháu được thượng lộ bình an yeah. đến đây là dứt. Dạ, coi như là Đức Thầy dạy tín đồ là mình làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác. Dạ, tránh xa tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Dạ, coi như là mình tu tại gia thì mình vừa nuôi cha dưỡng mẹ, dạy mượn ơn mới đạo làm con. Dạ. Thì thành ra cái vụ đạo mà nói nó chạy vòng nó chạy hoài nó không hết vậy đó. Nương gia đình, kính trọng cội thung, lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạt, cha mẹ già rồi thì mình ở nhà phục vụ,
để giúp cho cha mẹ mình. Đó. Nên nó bây giờ mình nó là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nó duy nhất hiếu nghĩa gì tiên. Yeah. Muôn việc lành là hiếu thuận đứng đầu, chỉ có hiếu với cha mẹ là quý quý nhất. Yeah. Vậy mà Đức Phật khi xưa cũng vậy á, nếu một cái đứa con chí hiếu mà cõng bà mẹ đi giáp núi tu di mà ngã chết xuống cũng không đền ơn được, chỉ có con đường tu. Yeah. Giải thoát mới cứu được cái là chủ quyền, cứu được cái là cha mẹ. Cho nên cái người đứng đầu Phật giáo Hòa Hảo lúc nào phải tôn trọng chủ quyền, tôn trọng cha mẹ duy nhất vậy đó. Yeah. Thành ra là hiếu nghĩa di tiên không ạ? Hiếu nghĩa di tiên, tiên là trước. Dạ. Dạ, thưa ông Tư, thì con nghe thầy nói là Hội Long Hoa ông Tư. Ông Tư có thể cho con biết là mình làm sao mà để có mặt Hội Long Hoa ông Tư? Dạ. Cái Hội Long Hoa thì nói đúng ra nếu mình làm tròn nhân đạo thì được giữ Hội Long Hoa. Dạ. Bởi vì cái Long Hoa là phải tu, tu cho nó ngon lành mới được heo. Dạ. Nghĩa là mình nó phải làm sao cho nó trong sạch. Yeah. Mình làm cho nó đúng đắn theo cái đạo của Phật dạy mình. Yeah. Như vậy là nữa mình mới được dự Hậu Long Hoa. Còn nếu lỡ mơ giống như cái ông thầy giáo mà ông dạy mà không đến lớp 12 mà mình không ráng học tới đó thì chúng nữa không có điểm gì, không giữ được, không được. Phải học hành. Nhưng học mà mình làm mình hành cái hạnh gì mình mới được có mặt Hội Long Hoa ông Tư? Trong cái đạo á nó nhiều cái phần hành lắm. Bởi vì nghĩa là lúc nào á nếu nói tu á thì cái chữ nhẫn đi trước. Chữ nhẫn. Nhẫn. Yeah. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì cái đó là chữ nhẫn. Thí dụ mà dầu có rầy rà anh em nói qua nó lợi chậm chán gì mình phải nhịn. Nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn nhưng mà cũng ráng nhẫn. Yeah. Đó, vậy đó, mình có cái chữ nhẫn này đi trước, cho nên đó là mình phải nghĩa là hòa với nhau, chữ nhẫn hòa nó vậy là mới hòa. Bởi vì có để đầu tiên, cho nên đức thầy tôi đó là dạy đạo đó. Thầy lấy cho có hai cái trên nè, chữ hòa với chữ hảo. Tại sao vậy? Là đức thầy nói hòa là thuận thảo. Hảo mới tốt đẹp, thì có thuận thảo mới có cái được cái điều tốt đẹp, rồi lấy hai cái chữ hòa hảo. Đó. Thành ra là Phật giáo nhưng mà lấy hai chữ hòa hảo là gì? Hòa hảo nó vậy đó. Yeah. Bởi vì cái sống cái đạo triệt hảo mà. Vậy đó, nên là mình phải thuận hòa nhau mới được. Chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua rộng ràng, đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận, trọn đường quy nguyên. Vậy đó. Hay là từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Nghĩa là tiền bạc bao nhiêu đi nữa đó, mình đem giấu đem cất chứ mình không nói tao có nhiêu tiền đâu. Thí dụ như vậy. Cho nên mà bây giờ cái thân á là ông Phật cũng khen nhất. Duy nhất cái đạo là nó có cái đó là đi trước nhất, làm sao mà gặp thì vui vẻ. Nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu cũng dạng đường tu, cho nó rồi cái đường tu á mới dựng Hậu Long Hoa được. Nhưng mà mình làm sao mình mới cái trả được cái nợ thế ông Tư? Thì cái này nè, học Phật mà tu nhân, ông Phật ông dạy, ông Phật là thầy giáo, ông dạy cho mình phải làm cái hiếu nghĩa, làm cho giúp đỡ cho bà con đồng bào, cho xã hội. Người nghèo khó đuôi cùi đói rách, đến có ai để mắt nhìn vào. Bây giờ nghĩa là mình thấy người ta khổ này, nó không được bây giờ tao thấy gia đình đâu khỏe khổ quá. Thì vậy mình phải giúp cho người ta, đem gạo cho, đem tiền cho người ta đau á, thì bây giờ chú thấy nè, hùng tiền lại mua xe, sắm xe, chở bệnh đó. Như vậy á, rồi nghĩa là đủ hết. Bây giờ cái là hô chết rồi đây hen, là có người tới gia đình mình tận liệm đem đi chôn đâu đó hoàn toàn hết đó, đem gạo cho ăn. Như người sống ơi nè, cái cô này cô nói ông Tư ơi, tôi có quen người ở trên Đồng Ghi ở trên đấy, bây giờ người ta khổ quá làm sao mình không tiền, thì cũng hùng để giúp cho bà con đó, đó là nợ thế. Trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia, bây giờ trả bây giờ chúng nữa hẹn tới tới sẽ tới là về gánh tiền là hả? Gánh tiền phước nhiều thì cảnh lên dài à. Yeah. Mà tội nhiều xa đọa nhiều ngày thấm thê. Như vậy thì mình nếu mà được phước á thì cũng ngon đó, cũng là được phước nhiều cũng ngon đó, thấy không? Niệm Phật không cũng được được gì khỏi cực lạc. Liên hoa đua nở nụ cười, nghĩa là nhước tu rương đóng mà chào người chân tu, nghĩa là như vậy thì bây giờ nội cái công năng mà mình niệm Phật không á, chút nữa cũng được cái dự Hậu Long Hoa hoặc là được gì khỏi cực lạc đó. Yeah. Vậy nè.
Bởi vì con thấy trong giáo lý của Đức Thầy luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở tín đồ làm lành. Làm lành lánh dữ. Niệm Phật nè. À. Rồi giúp cho kẻ đói kẻ nghèo nè. Để giúp kẻ đói đó là cái gì nhất á. Dạ. À, thưa ông Tư, con cũng có cái thắc mắc như thế này là sao con thấy cái ngôi Tam Bảo của Đức Thầy á ông Tư? Đức Thầy không cho thờ hình Phật hay là tượng Phật gì ông Tư? Mà chỉ thờ cái tấm tranh màu già thôi là ý nghĩa như thế nào ông Tư ha? Thì theo như vậy đó. Thì theo cái ý của tôi thấy là Thầy muốn mình trở về nội tâm. Dạ. Trở về cái nội tâm. Bởi vì là mình thờ cho nó nhiều hình tướng đó mình chạy. Mình chạy là cái tâm mình nó phóng ra ngoài. Cho nên mình trở lại cái trần già thôi. Mà trần già thì cái đó là màu kết hợp. Năm thứ màu hợp lại trở ra cái trần già. Cũng như là mình nói là năm thứ nước sơn đi. Quệ chung là trở về cái trần già. Trở lại màu nâu đó. Trở màu nâu đó. Vậy là nó giống như là cái hòa hợp tôn giáo. Hòa hợp. Tôn giáo nó hòa hợp. Vậy đó. Cho nên nó là mà Đức Thầy muốn lấy cái đó cho nó tinh khiết hơn nữa. Chứ mình theo hình tướng hoài. Anh này thì anh có tiền, anh làm cái hình tướng hơi bự một chút. Anh kia nói thì cái thằng đó nó làm cái hình nó giờ tao làm nữa. Làm riết nó chạy đua đòi, nó chạy ra ngoài. Cho nên chú thấy đó, thì nghĩa là làm cái đó đó nó phù hợp hơn. Chỉ một màu thôi. Một màu kết hợp. Mà đạo Phật rồi gọi đạo hòa đồng đó, nó vậy đó. Năm màu trở lại là một màu. Rồi mình thấy là nó vậy đó, theo như ông thấy là nó vậy đó. Một màu một là được rồi, vậy đó. Để mình nhìn thấy được trở lại cái nội tâm. Nội tâm nó hay hơn. Chứ còn mình đua nói ông kia hình bự, ông nọ hình nhỏ gì màu mè không sáng vậy em. Dạ. Muốn màu một rồi. Một màu nâu là thờ nó là tượng trưng sự vô vi đó. Đạo vô vi của Phật Thánh Thần. Thọ giáo tiếp tục là thầy nói trên năm non rồng phụng tốc tư miền bảy núi mà sao báo quý là ý như thế nào ông Tư ha? Dạ. Cái đó là thầy nhắc cái chuyện vô vi mình cũng chưa thấy được. Dạ. Bởi cho nên có đoạn thầy nói là nói vậy nhưng bây giờ có người ta cũng không tin. Dạ. Bây giờ chưa thấy nó thờ chưa tin. Dạ. Mà tới lần đó nó có à? Thầy nói vậy chứ còn thầy nói là có đó chứ không phải là không được à. Nhưng mà ông nói vậy để cho mình ráng lo tinh tấn tu hành heo để giúp đỡ bà con đồng bào nghèo đó, rồi mình cố gắng niệm Phật chứ còn cái đó chút nữa nó có. Nhưng mà cũng như ông nói là núi cấm lật ngửa rồi mấy cái đó là mình không có thể nào nói được. Bởi vì cái đời của người ta đâu có chịu đó, phải không? Chừng nào núi cấm quá lầu chúng sanh mới biết nhiệm màu của ta rồi đó, mấy cái đó là mình không nói được. Sau này thì chắc là nó vậy đó. Ông Phật ông nói trước nhưng mà ông nói trước nhưng mà có hay không là cũng thời gian sẽ trả lời thôi. Có trả lời mấy lâu ta nói dạng lời nào không có khi trời cũng mưng nữa. Ông nói vậy đó, ta nói là có đó nghe. Ông nói vậy đó. Giống như thầy cũng có tiên tri là trời giông gió sấy mùa. Sấy mùa sấy tiết. Mình đã đâu còn đúng như đó rồi, cũng như bây giờ đó con thấy đó. Cũng như nó dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Nó có bệnh này là bệnh trời rồi. Bệnh này là bệnh trời không ta? Bệnh trời. Bởi vậy đó. Cho nên bây giờ là mình mấy cái đó mình không có nói được. Mà có khi chú bác cũng nói nha. Ông cũng nói. Có khi gặp chánh quyền rồi tôi nói mấy đứa bà cho tao xì thôi đi quý. Là cha nói gì thôi cha. Nói bị gì hồi trước cái việc riêng cơ. Cho nên bây giờ là tới rồi thì tao mới nói cho mày nghe chứ hồi đó tao không dám nói. Nó mấy đứa bị mờ tao được làm sao. Vậy đó. Tại vì bây giờ nó có rồi. Bây giờ nó có rồi. Nói được rồi. Thầy nói là không đau có gì. Nhiều chứng dị kỳ. Khó kể. Khắp từ đây đau khổ đến cùng. Không có em được. Bởi vì gì đó. Chi trước là cái gì là nó sẽ đến mà đến từ từ. Từ nó có tới. Có hết không có lọt đâu được hết trơn. Không có trận đâu. Con nhớ trong cái sấm giảng của Tư thầy có nói là ngày xưa mà ông bà mình đâu có cái vụ mà sửa mặt sửa mày đâu mà văn minh sửa mặt thẩm mỹ viện đó. Áo quần láng mướt nó... ngày rày ăn chơi vậy. Bởi vì bây giờ ông Tư chi vậy chăng ông Tư hả? Dọn xem hình dốc lá rơi ra đường ăn nói những lời nguyệt qua trong tâm chứ những điều tà. Lời ăn tiếng nói thật là quá lanh. Coi đó. Bây giờ đúng như cái đời bây giờ. Đời giờ nó vậy đó. Ăn mặc hở hang hết trơn, không có kính đâu hết trơn. Ngày xưa đâu có mà đâu mà có gì sửa mặt sửa mày đâu. Bởi vì mà ông nói mà vậy rồi đó. Văn minh thiệt heo, văn minh sửa mặt sửa mày. Bây giờ gọi là đời văn minh nè. Văn minh. Mà ông dùng cái từ là đúng rồi đó. Quá hay luôn, quá hay. Kính phục luôn. Bây giờ để là ấp văn hóa văn minh để ngay chăng luôn á. Quá hay. Nhưng mà nói là cái này đó có khi ông thắc mắc.
Văn Minh gì tới nay Văn Minh rồi cho con gái mua tờ lõn đi chợ Văn Minh mấy ông. Bởi vì mấy ông là văn quá đồ trị đó chứ Văn Minh gì. Ăn mặc cũng phải cho nó có cái này nết. Dạ. Giống nòi thiệt cốt rồng tiên. Dạ. Mình là con rồng tốt tiên à. Đó, mà nay lạc mất cái gương hiền nữa đâu. Lạc mất cái gương hiền rồi. Là cho nên cái, theo cái truyền thống của cái truyền thống của ông bà mình. Đó, mình là con rồng cháu tiên. Yeah. Đó, như vậy thì bây giờ không chịu theo dọn theo rồng tiên mà dọn theo phàm phu gì đâu rồng bảy bà, thành ra nó không hay, nó bị lai ha, lai căng rồi, lai căng mất gốc lai căng. Giờ thầy cũng có nói là bọn gái mới ra này ra đường ta thước bỏ hết chân nề nếp ông cha, khác tánh trình người cổ nước ta nên phải chịu đớn đau đủ hết. Dạ, thành ra là cũng do mình nha ông thầy, mình khổ cũng do mình, cũng mình không à. Dạ. Để mình làm lỗi do mình tạo, đó. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết, nhưng mà tại không làm, không chịu làm, thành ra riết nó lạc mất hết. Chứ mình đâu có giống nòi thiệt cúc rồng tiên mà, chứ đâu phải là giống thường đâu thầy. Đợi ông Lạc Long Quân ở bảo cơ đó bây giờ, đâu mấy truyền thống đó bây giờ. Vậy là mình giống thiệt chứ đâu phải giống giả. Con rồng cháu tiên. Ông Lạc Long Quân ở bào cơ được 100 trứng nở ra 100 người con trai, rồi sau khi mới dẫn chia con ra 50 lên non theo gốc mẹ, 50 xuống biển nối dòng cha. Dạ. Bầu trời chia rẽ ti đâu ngã, nay hiệp chung quy lẫn một nhà, dòng dõi thiên rồng 20 triệu trời nam duyên lập một sơn hà. Dạ. Nghĩa là hầu đó Lạc Long Quân với bào cơ, thì dẫn 50 người con lên núi lập cái phái nghe là Sơn Tinh. Dạ. Ông Lạc Long Quân dẫn đi xuống biển lập phái Thủy Tinh. Dạ. Đó, cho nên nghĩa là một gốc một ha. Cho nên Đức Thầy có đoạn Thầy nói nè, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Dạ. Thấy rõ ràng không? Không có một. Dạ, cũng có nhớ Thầy nói là cũng gốc ngày thượng đế xuống trần. Vậy đó. Vậy là mà mình với quả bà con trên quả địa cầu là đều là một gốc hết. Một gốc mà đều nói là dân tộc Việt Nam nha. Dạ, Việt Nam. Cho nên mình mới nói nè, dạ, cái bào thai, chỉ có đất nước Việt Nam là bào thai. Bào thai, còn thế giới nó không có nói bào thai được. Dạ. Nó nói gì ông Tư? Nó nói cái gì? Cái khoa học nó khác. À, còn mình đó là bào thai. Cho nên thầy kêu đồng bào là đồng bào đó. Đồng bào nhân loại đó, nó vậy đó. Cho nên là mình đó, một góc một. Dạ. Dạ thì hôm nay có hữu duyên đến gặp ông Tư, thì ông Tư có thể một cái lời khuyên nào cho bà con cô bác này trong cái lúc mà tình hình dịch bệnh rồi cũng khổ, bây giờ mình làm cái cách nào cho bà con mình được an nhàn và được bớt khổ không Tư? Có cách nào không Tư chỉ cho bà con mình không Tư? Đâu có cái cách gì khác hơn là tu. Dạ. Thì chỉ có cái tu là duy nhất kia là bây giờ cái đạo lúc nào phải có cái hòa quẩn nhẫn nhịn với nhau. Dạ. Phải nhẫn nhịn đừng ham tranh luận. Dạ. Thì như vậy thì mình mới té được cái khổ, né được. Còn cái là nếu mà mình không á, bởi vì ấy, có đoạn ông Phật cũng nói này rất buồn, ba tánh biết bao nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Dạ. Ngao du tức là lo gì không chứ không lo tu. Không lo tu. Không lo tu hết. Lo vui không ha. Lo vui không ha. Lo ca hát rồi nhạc rồi ha. Lo tập luyện những câu đờn hát chứ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ vậy đó. Dạ. Cho nên là cứ ca hát là chứ còn không chịu. Không chịu tu. Không chịu tu hết trơn. Cho nên là mình cái khổ của mình là tại mình. Khổ, đến chừng khổ thì... Cho nên có đoạn Đức Thầy nói ta đây không, tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an cho tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Yeah. Tại mình không à, mình gây nó mới có ra cái cuộc chiến, mình gây nó mới có ra cái ảnh hưởng cái chuyện này chuyện kia, chứ còn nếu mình đem đeo đồng thinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn. Yeah. Ai cũng đều nhịn nhục hết. Thí dụ như chú già thì chú cũng hơi quên cái nói với con lỡ tiếng nó thôi, ông Phật cũng dạy mình là phải nhịn đi, lúc nào cũng dặn lòng nên nhịn đi. Yeah. Nhịn ra cái gì ra phải không, đâu có thù hên mới được, còn mình nó đâu có chịu nhịn hơn cùng thu quá nhắm mắt cũng ra má. Yeah. Chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa chữ thượng thảo hay hơn là tranh đấu. Yeah. Phải không, thượng thảo là nó hay hơn không, cũng tranh cũng đương, nghĩa là nói thấp không chịu phải nói cao, nói cho bằng nó hơn vậy đó. Cho nên bị cái đó đó, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện này. Yeah. Tại mình thiếu tu. Thiếu tu không ha? Thiếu tu. Ừ. Thầy cho nên cái là không tu chừng khổ cũng ưng. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng. Ừ. Đừng có trách sẽ không chỉ bảo. Đừng có trách sẽ bảo. Vậy. Dạ. Ừ. Tưởng đâu con á là ở phía ở bên cái nhà báo, con cũng ít hiểu giáo lý, nhưng mà tao thấy mày đỡ lắm đó mày. Cũng đỡ hay không? Đỡ. Được lắm đó. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ.
Không được. Dạ, thưa ông Tư, thì hôm nay con đến cơ sở từ thiện của ông Tư để xem cái nơi cơ sở của ông. Thì con cũng được biết là ông làm cũng rất là nhiều cái công tác từ thiện, và hiện nay thì cũng đang cần hỗ trợ cái kinh phí để cho tổ từ thiện của ông Tư mua cây để cắt nhà từ thiện, rồi đóng hòm, và những cái nghi lễ mà của bên tôn giáo thì ông Tư đều có những cái trại cơm để đi nấu và phát cho bà con trong cái lúc đi lễ. Mà nhưng mà cái điều quan trọng nhất là thường ngày là ông Tư làm ở đây là những cái căn nhà tình thương, nhà tình thương giúp cho dân nghèo. Thì hôm nay con cũng xin được thay mặt hai vị mạnh thường quân hỗ trợ với cái cơ sở từ thiện của ông Tư. Trước tiên thì con xin hỗ trợ 10 triệu để cho ông Tư mua một số cây để giúp cho bà con. Rồi sau đó các mạnh thường quân của kênh Tiến Dũng Trong Cầu Nhân Ái thấy được cái việc làm của ông Tư cùng với các cô chú anh chị ở trong bang, giúp ích cho bà con nghèo, giúp ích cho xã hội và giúp ích cho đồng bào, thì bà con hỗ trợ tiếp tục thì con sẽ trở lại thăm ông Tư sau đó nghe ông Tư. Cảm ơn nhiều. Dạ kính thưa ông Tư, thì hôm nay con xin phép thay mặt chị Facebook LV Lê tên là Kim Chi hỗ trợ với cơ sở từ thiện của ông Tư là 5 triệu, và người thứ hai đó là một chị họ Ngô ở bên Canada có gửi cho con một ít tiền để trợ giúp cho người nghèo. Thì con thấy ông Tư là một người giúp cho rất là nhiều người nghèo, thì cho nên con cũng xin dùng số tiền 5 triệu của gia đình chị họ Ngô ở bên Canada trợ duyên với ông Tư. Thì hai vị mạnh thường quân là 10 triệu con xin kính trao cho ông Tư để cho ông Tư làm cái công tác từ thiện mua cây để các nhà tình thương cũng như là nơi cái cơ sở từ thiện của ông Tư nha. Tôi cũng thay mặt cho hộ từ thiện Và cũng đại diện cho cái là hộ từ thiện và đại diện cho hộ nghèo. Cũng thành thật cảm ơn các nhà mạnh thường quân để ủng hộ để cho cái là bà con được một cái nhà ấm áp, ngủ khỏi mưa, khỏi gió, khỏi nắng. Thôi đây cái số này giao lại cho thư ký. Giữ giùm tôi có thư ký luôn ha, tôi có thư ký luôn ha. Có à? Phải báo cáo đàng hoàng. Nhưng mà cái cơ sở từ thiện mình phải có nhiều bang. Nhiều bang. Rồi thủ quỹ. Thủ quỹ. Rồi cấp nhà. Cây đó bào chất đóng rồi vậy đó là hô cấp là rút ra chở lên xe đem tới nhà cho bà con. Mình đem dân đồ theo xuống chất đóng cho bà con ta. Bởi người ta nói gọi giao hàng tận nơi đó. Cái thứ tư thì giờ này cũng đã xế chiều rồi, con còn công việc chạy về bên Châu Đốc để qua bên chùa bổ ăn để hỗ trợ cho chùa bên đó. Con sẽ hẹn gặp ông Tư một ngày gần đây, ông cháu mình sẽ tiếp tục rồi cảm ơn ông mấy cháu nhiều nha, giải đáp tư vấn của thầy để cho bà con mình nghe ông đấy. Kính chúc cho ông Tư nhiều sức khỏe cùng với các chú các anh mình ở trong ban nha. Nam mô Đà Phật. Và giờ đây Tiến Dũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Tiến Dũng để đi trợ giúp cho các vị tu sĩ và cư sĩ, những ban từ thiện, những nhà thuốc nam, những nơi bà con khó khăn, và đặc biệt là trong lúc dịch bệnh này bà con nghèo. Cảm ơn rất là nhiều và kính chúc cho tất cả vị luôn được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Tiến Dũng xin hồi hướng công báo phước đức này về cho tất cả của quyền thác độ của quý vị được siêu thân tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng tây phương, và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho tất cả chúng sanh ở nơi ba cõi sáu đường đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả quý vị.